quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Mathe, vì muốn ngăn ngừa rụng tóc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau tại Bạn Muốn Hẹn Hò hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên, xin mời. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do nhát gái chị ơi. Trời ơi, nhát gái quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Linh. Năm nay em 24 tuổi. Em ở Bình Dương và em hiện tại là cán bộ đoàn. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hằng Anh, hôm nay 27 tuổi, đang làm kế toán với quản lý nhân sự cho ông chú gần nhà. À, làm cho ông chú, nói chung là công ty nhà. Ở đâu? Em ở Cẩm Mỹ. Từ nhà anh mà qua em chắc ở 100 cây. Đường xa không có gì trở ngại hết, nếu chúng ta có tình yêu. Bạn yêu bao giờ chưa? Dạ, cũng được 4-5 mối tình. Cũng dữ ha. 4-5 mối tình mà không tìm cho mình một ý trung nhân nào được hay sao? Tại ở cách xa bạn kia là ở Nghệ An xa quá. Còn mấy mối tình kia là gần nhưng mà không hợp. Bây giờ mối tình này là vậy là xa hay gần? Cũng gần. Nhưng mà cái gì mà không hợp mà phải chia tay 4-5 mối tình dữ vậy? Dạ do em ham chơi. Chơi gì mà anh ham chơi? Tối đi chơi với mấy người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Ham chơi quá mà bỏ bạn gái luôn á hả? Bây giờ tính sao mà đi đến đây rồi mai mốt quen xong rồi nó ham chơi nữa, mệt lắm mà. Giờ lớn hết ham chơi anh. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do chắc nhát gái chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhát gái quá ha. Khuyết điểm là cái chỗ ham chơi đó. Đúng chứ rồi. Phải nhát gái. Bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc có 2 năm đó chị. À, bạn gái thì sao? Hôm nay tại sao mình lại ngồi đến đây, mình không tìm được người bạn trai cho mình? Em cũng không biết tại sao nữa chị. Bình thường thì cũng có mấy người là do ba mẹ với lại anh chị đồ cũng giới thiệu. Mà không biết tại sao mà cứ vài ngày là mấy người đó đi lấy vợ hết. Bỏ em lại mà không có lý do gì sao? Em cũng hỏi sao mà tự nhiên đang theo em không? Theo thôi, đang theo em cái đi lấy vợ nói. Tại vì chờ em lâu quá không được, nên là anh lớn tuổi nên anh đi lấy vợ. Thì bây giờ em định bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm vậy là cũng phù hợp với anh kia. Nhưng trước giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình là kéo dài 7 năm. Có nhiều lý do nên là bọn em chia tay. Không chia tay cho sớm đi mà để tới 7 năm mới chia tay. Cũng chia tay nhưng mà chia tờ rồi lại rồi chia rồi lại. Bây giờ dứt hẳn chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi? Khoảng 3 năm rồi. Thí dụ giờ anh trở lại rồi em đồng ý không? Dạ không anh. Chia tay rồi thôi chứ quay lại chi nữa làm khổ. Chứ hồi đó em mới nói là cái chia rồi mà chia tới chia lui, dính tới dính lui hoài. Nhưng mà bạn đó thì có lỗi lầm mà em không thể bỏ qua được nên. Mà 3 năm nay có còn qua lại nhắn tin điện thoại gọi hỏi thăm rồi gì nữa không? Lâu lâu thì bạn cũng hỏi thăm. Nhưng mà em xác định là không có. Bạn đã lấy vợ chưa? Dạ chưa. Rồi tôi cũng phải lo lắng lắm nha. Lo tình lắng yêu nha. Cũng lạ nha. Rồi bây giờ đi nè. Chia lại 7 năm giống như chia bài vậy. Rồi bây giờ giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt người yêu. Hả? Dạ. Ai mà làm phật ý em là hả em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi thì mức độ. Ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì bị ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi. Em quýnh luôn hả? Dạ. Có em hay em là em cầm cái gì là em chọi đó hoặc là cầm cây quýnh. Trời ơi, cầm cây quýnh luôn hả? Đó giờ có bị ai quýnh lại chưa? Dễ thương. Thôi sao dữ dữ vậy trời. Chắc cái mối tình 7 năm đó chắc cũng quýnh ta tà cát hết rồi nè. Không có quýnh anh cờ. Bạn đó thì em chỉ cắn tan nát tay. Trời ơi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ em ăn nhiều. Ăn nhiều rồi gì nữa? Lúc nào em cũng thấy cười được, buồn cũng cười, vui cũng cười, mà đang làm cũng cười,
Ngủ cũng... Chị Hai ngủ cũng em... cười. Chị Hai em cũng hay nói là sao mày cười hoài vậy? Đám cưới, sinh nhật, đám giỗ, quại, đám ấy cũng cười. Có không? Trời ơi! Lạ, nhân vật bên kia cũng lạ nha. Đám gì cũng cười chân á. Nhưng mà nghe sợ không? Dạ, bình thường. Trời ơi, ông này cũng lạ. Bạn trai, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn kể nghe thử coi. Dạ, biết nấu ăn, biết pha sinh tố. Biết nấu ăn hả? Tật xấu gì? Tật xấu, hơi lười tí. Dạ, em cũng lười. Rồi, hiểu cái cặp này về ở nhau cái nhà ra làm sao rồi đó. Mình mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Cá tính. Đó, mình nói cá tính lắm. Ra ngoài là hiện đại, về nhà giống như phụ nữ hiền diệu trong nhà. Hiền diệu hiểu rồi đó, bà hiền diệu lắm. Cắt ngát cái đường á. Sợ không bạn? Dạ không chị ạ. Trời đất ơi. Đây cũng lì lắm á, không đơn giản đó nha. Bây giờ ví dụ như giờ bạn gái bạn xách cây bạn rượt đánh bạn, bạn xử lý sao? Chừng nào mình có lỗi thì đánh chứ không có lỗi thì đánh được chị. Đang bực bội ta rượt ta xách cây đánh bạn là bạn làm sao? Mình chạy. Chạy với vòng vậy đó hả? Dạ. Giống xưa má em với em thôi. Ồ vậy á hả? Giờ vợ với đâu có sao đâu. Gu này cũng lạ lắm nè. Rồi em thích mẫu người bạn gái làm sao nữa? Giống má em. Má em là ra làm sao? Hiện đại lùng lùng mập mập. Hiện đại lùng lùng mập mập. Rồi lấy vợ về có làm dâu không? Chắc phải về nhà mà. Làm biến quá sao làm dâu đó được? Về chỉ lại. À hả. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? À, nhậu nhẹt, chửi thề rồi hay đi khuya. Ờ để hỏi coi chửi mà không biết có chửi thề không? Để hỏi. Ủa em giữ em chửi em nạt nộ mà có khi nào em chửi thề không? Dạ không. Hả? Này nhậu chắc có phải không? Dạ có. Nhiều ít? Dạ cũng một hai chai. Có hay đi khuya không? Lâu lâu có chị. Đi khuya nhất là mấy giờ? Dạ 11 giờ. Thôi cũng được, chưa quá nửa đêm. Rồi mình gặp gỡ người thân coi cái tình hình cá tính của hai người này thế nào nha. Bạn trai đi với ai? Dạ đi với anh họ. Anh họ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Sau đây em xin nhận xét một ngắn gọn. Đẹp. Dạ, 9 1 10. Đứa nào 9 đứa nào 10? Dạ chắc bên đây 10. Dễ thương, hiền thì phải suy nghĩ lại. Em thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em đi với anh chị hai của em với bạn của em. Anh ruột á hả? Dạ không, chị là chị ruột còn anh rể. Rồi, chào anh. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Đến chương trình đây thì cũng mong muốn cho em gái tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Chúc em gái chọn được đúng người mình cần tìm. Anh nhìn bạn đó là sao? Bạn thì ok, giống anh đó. Giống anh vậy gì? Ngoại hình, tính cách nữa em gái. À giống anh là ok đó hả? À. Em không cần là đẹp trai, nhưng mà phải dễ nhìn, phải nuôi được em. Tại vì em cũng khó nuôi lắm. Nuôi được không? Dạ được. Được. Mình có đưa ra cái mẫu người giống ai không? Chân chất thật thà giống anh Quyền Linh là được chị. Đây cũng đen đen giống tôi nè, đẹp trai hơn tôi thôi. Thôi giờ hàm kéo màn lên đi, cho hai bạn trẻ gặp nhau có tình hình nó sao. Kéo màn. Nó trò chuyện đi, để hiểu nhau kỹ hơn. Dạ cảm ơn anh. Anh nhìn em thấy em sao? Em dễ thương. Mập. Thích ăn nữa đó. Anh có nhậu không? Chắc cũng có. Dạ mà nãy giờ em chưa biết anh tên gì luôn á. Anh tên Hoàng Anh. Dạ anh có nhậu không? Mới hỏi tức thì trời cô này. Anh có. Vậy nếu như mà được á thì anh có chịu bỏ nhậu không? Cái này là con lâu lâu mình đi tiếp xúc với công việc là phải nhậu em. Anh có tính gia trưởng không? Không. Vậy tại vì em á, nhà em thì còn có mình em mà chị hai em đi lấy chồng rồi. Nên là nếu mà được thì anh có về ở gần với ba mẹ em được không? Cái đó để anh xem xét lại. Em thì không có biết nấu ăn, cũng việc nhà thì em vụng về lắm. Nên là bối rối quá. Bối rối, bạn trai tên gì còn nhớ không? Hoàng Anh. À, hay. Bạn trai biết tên bạn gái không? Dạ không quan trọng. Xứng đôi vừa lứa đúng luôn á. Kẻ chính lạng người nửa cân đó, 1 9 1 10. Linh Linh Quyền Linh. Có nói quá thôi mình hát đi bạn. Làm công tác đoàn là hát hay lắm nè. Hát tặng bạn trai một bài đi. Dạ em xin hát tặng anh. Bao đêm em mơ được gặp anh, thầm ước trọn kiếp bên người,
Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dần chọn hết con tim yêu, mà sao anh đành gian dối hỡi người. Anh hỏi em đi, em hỏi anh hoài vậy. Bây giờ nào, em cảm nhận về anh sao? Em thấy anh được không này kia, vô vấn đề luôn. Giờ hẹn hò mình có sao một kìa? Phút nữa thôi, 100 cây số đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng dễ nhìn, nhìn hiền á, mà em không biết có hiền không thôi. Nếu mà có hẹn hò thì anh tính lên Phú Giáo một tuần mấy lần? Nếu sắp xếp việc được chắc một tuần lên 1 đến 2 lần. Nhưng mà em thì thích lên nhiều người không? Cái đó là chắc không được em ơi, công việc nữa. Tới đây cũng gặp có duyên, nếu có gì thì mình vẫn là bạn. Dạ, nếu mà được thì chúng ta là bạn. Có gì em qua Đồng Nai thì em liên lạc với anh uống cà phê. Cứ còn... điện cho anh. Dạ. Rồi, hết thời gian luôn. Để tay nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là các bạn đồng ý để tiến đến xa hơn nữa. Không phải bấm nút là uống cà phê đâu nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi thấy rằng hai bạn cũng có một chút cảm tình với nhau, nhưng về suy nghĩ thì như nó khác nhau đúng không? Thì mấy cái chưa hợp. Chưa phù hợp lắm. Dạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta tìm được một cái tình yêu đủ lớn để chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.